Rồi xin thân ái mến chào toàn thể quý cô chú bác anh chị gần xa đang xem kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Hôm nay thì vườn mai của chị Thủy có làm một cái clip để quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số cây mai giống ghép giống ngọc mai thọ hương được với lại là cúc sông hỷ, cúc hoa hồng thanh tú 150 cánh không nhị, cúc cam được ha cô chú anh chị ha. Giá siêu đã cho cả nhà mình luôn. Rất mong cả nhà mình vào xem được cây nào mình ủng hộ cho vườn của chị Thủy nha cô chú anh chị. Rồi cũng làm không làm mất thời gian với cô chú anh chị mình nữa ha. Em mời vào gặp luôn bà chủ để bà chủ chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi chào bà chủ ơi. Rồi hôm nay tới lại kênh thì em xin chào cô chú bác anh chị em gần xa đang thích mai vàng nha. Rồi hôm nay tới lại kênh thì em giao lưu với cô chú anh chị em mình một lô mai nhỏ mini để mình về chơi Tết để bàn năm 2024 nha cô chú anh chị. Rồi thì đầu clip hôm nay em vào luôn là một cây ngọc mai nha cô chú anh chị. Đó, một cây ngọc mai có một bông trên cây luôn, bông rất là đẹp, rất là ok luôn. Bông là mã số hôm nay là mã số 31C nha cô chú anh chị. Rồi không số luôn ơi bà chủ ơi. 31C ngọc mai, bông rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Quanh thân chỉ được 9 thôi ạ. Chiều cao 54. Tán ngang 37. Rồi. Rồi cây ngọc mai này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình giá chỉ 250 ngàn nha. Rồi mã 31C, đổi cây. Rồi mã số 32C. Rồi tiếp theo mã số 32C là một cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Cái này tàn khá là đều luôn cô chú anh chị ha. Rồi, không số luôn rồi bà chủ ơi. Quanh thân được 10. Rồi. Chiều cao 38. Ủa phải không, lộn hay gì? Ở chiều cao 39. Rồi. Tán ngang 48. Rồi. Rồi một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình giá chỉ 300 nha. Rồi mình đợi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 33. 33 là một cây hoa hồng thanh tú nha cô chú anh chị. Cái này đang đi đọt được rất là ngon lành luôn cô chú anh chị ha. Có mấy chùm bông quá tí. Cái này là đáng luôn. Ra thì phải lai lá nó rồi mà em không có thai tự, nó thai tự nó đi đọt luôn cô chú anh chị. Rồi, thăm số luôn bà chú ơi. Quanh thân được 10. Rồi. Chiều cao là 70. Tán ngang 40. Rồi. Rồi cái này thì em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá cũng chỉ là 300 ngàn thôi nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 34. 34C là một cây cúc hoàng quyết long không nhị nha cô chú anh chị. Không nhị hoàng quyết long cô chú anh chị ha. Cây này bo rất là già nè, về mình lấy bo liền ok luôn ha. Bo lên da luôn đen hết rồi. Rồi thông số luôn bà chủ ơi. Quanh thân được 10. Rồi. Chiều cao 35. Tán ngang 60. Rồi. Rồi cây hoàng quyết long không nhị này thì em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá cũng chỉ 300 thôi ạ. À. Rồi mình đổi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 35. Rồi. 35C cũng là một cây cúc cam nha cô chú anh chị. Rồi. Cúc cam ha cô chú anh chị, cúc cam giống mới ha, bông 24-36 cánh nha cô chú anh chị. Bo già nè cô chú anh chị ha. Rồi lấy bo liền ok á. Quanh thân được 9. Rồi. Chiều cao 49. Rồi. Tán ngang 47. Rồi. Rồi cây cúc cam này thì em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình giá cũng chỉ 300 thôi nha. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 36. 36C là rồi. Một cây hoa hồng thanh tú nữa nha cô chú anh chị. Cái này tàn rất là đều luôn cô chú anh chị ha. Xong nói chung thì mấy cô chú anh chị em mình muốn tàn kẹo tàn đều thì về mấy cái đoạn này cô chú anh chị em mình bấm giúp em nha. Thì cây nó thả ra nó sẽ kẹo và nó sẽ đẹp hơn, nó rất là ok luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Quanh thân được 10. Chiều cao 69. Tán ngang 57. Rồi. Rồi một cây hoa hồng thanh tú này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá 320 ngàn nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 37. 37. 37C. 37C là một cây hoàng quyết long không nhị nữa nha cô chú anh chị. Rồi. Cây bo khá là già cô chú anh chị ha. Cái cây này thì về cô chú anh chị em mình biết mặt bông luôn nè, có nụ luôn trên cây nè. Có nụ luôn ha, tét bông luôn cô chú anh chị. Hoành thân được 11. Rồi. Chiều cao 45. Tán ngang 51. Rồi. Rồi cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá là 320 ngàn nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo cây mã số 38C. 38C là một cây cúc 150 cánh. Cúc phượng thanh trân ha. Ủa, cúc phượng thanh trân hả? Rồi. Nhìn lộn lá nữa.
ghi chữ dưới này mà nhìn cũng nhìn lộn. Có ghi tên trên chậu hết cô chú anh chị an tâm nha. Phượng Thanh Trân. Cúc Phượng Thanh Trân nha cô chú anh chị. Rồi. Giờ em lá bóng bóng bầu bầu. Hoành thân được 11. Rồi. Bộ đế cây này có đế nè cô chú anh chị. Bộ củ đế nè, hình rất là đẹp. Rồi. Chiều cao là 50. Tán ngang 52. Rồi. Rồi cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa là 350 nha cô chú anh chị. Rồi mình đổi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 39C. Dạ tiếp theo là 39C. Rồi. 39C là một cây cúc hoàng hậu nha cô chú anh chị. Rồi. Bo khá là già về mà lấy bo ok luôn cô chú anh chị ha. Hoàng hậu thì bông rất là to và đẹp nha cô chú anh chị ha. Bông dung lên rất là dễ thương. Hoành thân được 12,5 em tính 12. Rồi. Chiều cao 45. Tán ngang 64. Rồi. Rồi cái này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là chỉ là 300 ngàn thôi nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 40C. Dạ tiếp theo mã số 40C là một cây nhị đỏ nha cô chú anh chị. Rồi nhị đỏ hay cúc lá gai cô chú anh chị ha. Dạ. Cũng là cúc lá gai cũng là nó luôn ạ. Hoàng đế cũng là nó luôn cô chú anh chị ha. Hoàng đế cũng là nó luôn. Rồi. Hoành thân được 11. Rồi. Chiều cao là 60. Tán ngang 41. Rồi. Rồi cái này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá 300 nha cô chú anh chị. Rồi cái này cuối clip hay bà chủ. Rồi cái này cũng là một cây cuối clip của em hôm nay ha. Thì em xin chân thành cảm ơn cô chú bác anh chị em mình đã xem hết clip và đã ủng hộ chị em những clip vừa qua ha. Thì em xin nhắc lại số điện thoại của em là 0348322142 nha cô chú anh chị. Rồi. Em cũng thay mặt cho kênh cũng như là chị Thủy cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và đã ủng hộ cho chị Thủy trong các clip trước cũng như là clip này. Cảm ơn cô chú anh chị mình vào xem được cái nào mình ủng hộ cho vùng của chị Thủy nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.